ngọt liền để suốt đời em mang nỗi nhớ thương. Thi phẩm đón anh về trong giấc mơ, tác giả thơ Trần Thị Minh Giới. Xin trân trọng kính mời tác giả thơ cùng toàn thể quý thi minh thi hữu Trần Thị Minh Giới với thi phẩm đón anh về.